29. Gia hậu, sao anh tới đây? Anh xin lỗi, thời gian này vất vả cho em rồi. Em không sao. Thông Nhi đã tỉnh rồi. Thật sao? Thật. Vừa mới sáng nay thôi. Người nhà cô ấy đến thăm cô ấy rồi, vậy nên anh đã về luôn. Giờ xem như đã hoàn thành lời ủy thác mẹ cô ấy dành cho anh rồi. Vậy thì tốt. Em sao rồi? Quán cơm gà vẫn ổn chứ? Cũng không tệ. Chúng ta vào trong xem đi. Được. Thế nào? Không tệ phải không? Không ngờ mới đó đã trang trí xong rồi. Bởi vì em và sư huynh ngày nào cũng ở đây trông chừng thợ thi công mà. Hai người ở đây lạ nước lạ cái, vậy mà mới đó đã làm xong rồi. Quả thực rất là lợi hại. Đúng rồi, cửa tiệm của chúng ta khi nào thì khai trương? Chúng ta? Chứ sao? Lẽ nào anh định đến đây phụ giúp sao? Sao anh lại không thể tới đây phụ giúp chứ? Không lẽ em quên, tay nghề của anh là do sư phụ đích thân truyền dạy sao? Không có anh, hai người làm được không đó? Vậy anh không tới khách sạn làm việc nữa sao? Thực ra thời gian này, anh đã nhớ ra rất nhiều chuyện trước đây. Anh thấy ở khách sạn, làm nhân viên rửa bát không thích hợp với anh cho lắm. Anh định sẽ xin nghỉ việc. Nhưng khách sạn là sản nghiệp của nhà anh mà. Anh cứ thế rời đi, lẽ nào định từ bỏ sao? Chuyện này liên quan gì tới việc từ bỏ chứ? Có rời đi hay không thì sản nghiệp vẫn còn đó. Quan trọng là anh phải gỡ bỏ nút thắt này như thế nào thôi. Nút thắt sao? Nghĩa là sao chứ? Em chỉ cần biết anh sẽ tới đây giúp em là được rồi. Đúng rồi, anh phải về khách sạn ngay, còn xin nghỉ việc nữa. Nếu anh đã quyết định thì anh cứ đi đi. Em chờ tin của anh. Được, vậy em nhớ cẩn thận đấy. Được. Anh à, anh thấy sư huynh của tôi đâu không? Ý cô là anh Vương sao? Anh ấy nói phải tới sân bay đón một người. Tới sân bay? Bố, thời gian này sao bố cứ đi công tác suốt thế? Bố biết. Con đã kiểm tra sổ sách của công ty. Trong lòng có một vài nghi vấn, đúng không? Con nhớ trước đây bố từng nói muốn thành lập công ty mới. Con tưởng là bố chỉ muốn đầu tư bình thường thôi. Nhưng không phải bố đã dùng khoản tiền công của vừa qua để đăng ký công ty này đó chứ? Phong Phong, bố đã nói với con rồi, hai bố con chúng ta không thể làm trâu làm ngựa cho nhà họ Lục cả đời được. Chúng ta phải nghĩ cho tương lai của bản thân đi. Lần này Lục Gia Hạo về đây, con không thấy cậu ta diễn rất giả hay sao? Con đừng quên, Lục Thiên Minh nắm quyền sở hữu tới 40% cổ phần duyệt qua đấy. Mà bố con hai năm nay âm thầm cũng như công khai thu mua cổ phần của duyệt qua, tới hôm nay cũng mới chỉ có được 38% thôi. Nếu như Gia Hậu hợp tác với các cổ đông khác, khiêu khích quyền uy của bố, chúng ta sẽ gần như không có chút cơ hội thắng nào cả. Con hiểu không? Cho dù Gia Hậu đã phục hồi trí nhớ, cũng đâu thay đổi được thế cục bây giờ đâu chứ. Con coi thường Gia Hậu quá rồi đó. Tuy giờ cậu ta điên điên khùng khùng như thế, nhưng một khi cậu ta hồi phục trí nhớ, Lục Gia Hậu của trước đây quay trở về, tới khi đó chúng ta sẽ rất khó đấu lại cậu ta. Con có hiểu không? Bố, bố có thể nói cho con biết rốt cuộc bố đang nghĩ gì không? Thời buổi bây giờ,
Chúng ta không cần phải so đo với tiền, đúng không? Lục Gia Hạo muốn trở về. Cũng được. Vậy chúng ta rút thôi. Sao cơ? Lẽ nào sự nỗ lực suốt bao năm nay của chúng ta đều uổng phí cả sao? Con nghĩ có thể sao? Con nghĩ bố con có thể giao tài sản chúng ta vất vả tích lũy suốt 2 năm qua cho cậu ta sao? Lương Phong, Gia Đồng, ngồi đi. Em ăn gì chưa? Em không đói. Anh tìm em có chuyện gì không? Là thế này. Dạ mẹ Gia Hậu đang làm gì thế? Sao cậu ấy không tới công ty làm việc? Dạo này anh trai em bận gì? Anh phải biết rồi mới phải chứ. Có phải cậu ấy ngày nào cũng ở bên cạnh Thông Nhi không? Đúng là ông trời không phụ lòng người. Em nói anh nghe, sáng nay Thông Nhi tỉnh lại rồi. Là anh trai em đánh thức chị ấy dậy đấy. Thông Nhi tỉnh rồi sao? Nhưng không phải anh trai em đã có bạn gái mới rồi sao? Rốt cuộc cậu ta có ý gì vậy chứ? Lẽ nào cậu ta muốn quay lại với Thông Nhi sao? Chuyện tình cảm người ngoài đâu xen vào được chứ? Hơn nữa anh trai của em nghĩ gì? Sao em biết được chứ? Mấy lần gần đây anh có tới thăm Thông Nhi đều bị sếp Phùng và Tuấn Kiệt từ chối. Rõ ràng người làm hại Thông Nhi là Gia Hậu chứ không phải anh đâu. Anh sẽ không từ bỏ Thông Nhi đâu. Cô ấy tỉnh rồi đúng không? Được, anh sẽ đi tìm cô ấy. Lục Gia Hậu, cậu định đi đâu thế? Tôi đi tìm bố cậu, muốn xin nghỉ việc. Bố tôi không có trong phòng làm việc, nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu đây. Cậu qua đây. Cậu làm cái gì vậy? Cậu nói cho tôi biết sự thật đi. Có phải cậu đã nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây rồi không? Cậu nói gì vậy chứ? Đừng giả ngốc với tôi. Rốt cuộc giờ cậu định như thế nào? Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì cả. Phải. Trước đây đúng là tôi có nhớ ra một vài chuyện, nhưng đều rất mơ hồ. Đúng rồi, tôi có nhớ một chuyện liên quan tới cậu đấy. Là vì tôi và cậu cãi nhau khiến chúng ta không vui. Nhưng mà thôi bỏ đi, chuyện cũng đã qua hết rồi. Cũng chỉ trách tôi được thôi. Thông Nhi đã tỉnh rồi đúng không? Ai nói với cậu thế? Cậu mặc kệ là tôi nhận được tin từ đâu đi. Cậu chỉ cần trả lời tôi, cậu định thế nào với Thông Nhi thôi. Thông Nhi và tôi thế nào? Liên quan gì tới cậu chứ? Là cậu đã nói mình không nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Vậy thì giờ tôi cũng nhắc nhở cậu, là cậu đã bỏ rơi Thông Nhi. Cô ấy đã chờ cậu lâu như vậy, nhưng sau cùng thì sao? Cậu lại dẫn một cô gái khác về đây. Vậy nên tôi cảnh cáo cậu, đừng dây dưa gì với cô ấy nữa. Cô ấy là của tôi. Nhưng Thông Nhi muốn ở bên cạnh cậu không thì chưa chắc đâu. Cho dù không có tôi đi nữa, nói không chừng cô ấy cũng không đi theo cậu đâu. Lục Gia Hậu, cậu đã nhớ lại mọi chuyện rồi đúng không? Nhớ lại một chút thôi. Sao thế? Làm cậu lo lắng sao? Xem ra cậu vẫn ngông cuồng tự đại như trước. Sao đây? Cậu nghĩ tôi sẽ thua cậu cả đời sao? Tôi cảnh cáo cậu, từ giờ trở đi, tránh xa Thông Nhi ra cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Thông Nhi chỉ vừa mới hồi phục, vừa mới ra viện. Cậu đừng suốt ngày làm phiền cô ấy. Để cô ấy nghỉ ngơi đi. Là cậu làm hại Thông Nhi phải nằm viện. Tôi có làm chuyện gì đi nữa cũng không quá đáng bằng cậu đâu. Cậu mới nói gì cơ? Muốn nghỉ việc chứ gì? Được, thành toàn cho cậu. Để tôi xem cậu lấy gì mà đấu lại tôi nào. Đứng lại đó. Cậu định đi đâu?
Có vài chuyện nói với cậu thật sự rất là nhạt nhẽo. Tôi đi tìm bố cậu đây. Giờ hai tôi cũng muốn tìm hiểu chút, xem tập đoàn vừa qua chúng ta rốt cuộc hiện giờ như thế nào rồi. Cậu... Thực ra trong khoảng thời gian con nằm viện, con biết là mọi người vẫn luôn bên cạnh con, nhưng mà con lại không tỉnh lại được. Không ngờ sau cùng vẫn là Lục Gia Hạo tới đánh thức con. Con gái, mẹ tin rằng đây là sức mạnh của tình yêu đấy. Trước đây mẹ và Tuấn Kiệt đã hiểu lầm Gia Hạo rồi. Con yên tâm, sau này mẹ sẽ không phản đối chuyện hai đứa yêu nhau nữa. Giữa con và Gia Hạo đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hơn nữa, lúc con tỉnh lại, còn kích động mà nói với anh ấy, muốn anh ấy lập tức lấy con nữa. Như vậy rất tốt mà. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Nhưng chắc là không thể nào đâu. Anh ấy sẽ không lấy con đâu. Lẽ nào hai đứa không còn hy vọng có thể quay lại nữa sao? Con không biết nữa. Chắc là không còn đâu. Bởi vì ánh mắt anh ấy nhìn con đã thay đổi rồi. Có lẽ từ 2 năm trước, con đã thật sự mất đi anh ấy rồi. Con gái, con xem, khó khăn lắm con mới chờ được cậu ấy trở về. Nhưng mà bây giờ lại... Ai thế? Lục Gia Hạo sao? Là bố. Thời gian con bị bệnh, ông ấy không liên lạc được với con. Vậy nên đang hỏi con đang ở đâu, đang làm gì. Con nói với ông ấy là con không sao rồi. Sao con không cho ông ấy biết chuyện con nằm viện thế? Ông ấy đang ở nước ngoài mà, con không muốn làm ông ấy lo. Nên mẹ nhớ giữ bí mật giúp con nhé. Chị, mẹ, em tới rồi. Em mới vừa đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nói sức khỏe chị không có vấn đề gì, chỉ cần kiểm tra thêm chút nữa là xuất viện được rồi. Vậy thì tốt quá. Con có mẹ và em trai, con sẽ khỏe lại sớm thôi. Chị, em đưa chị về phòng nhé. Được, cùng đi đi. Đi thôi. Nào. Alo, Oni. Tôi đang ở bên Thông Nhi. Cô nói ai tìm tôi cơ? Sếp Phùng, bà tới rồi. Bố Thông Nhi đâu? Lúc sếp Trương xuất hiện làm tôi giật cả mình. Ông ấy nói không liên lạc được với Thông Nhi, vậy nên vội vàng bay về đây. Ông ấy hỏi Thông Nhi đi đâu rồi. Tôi cũng không biết phải nói với ông ấy như thế nào, vậy nên mới gọi cho bà đấy. Thông Nhi đã tỉnh lại rồi, nhưng mà nó không muốn làm bố nó lo. Cô không nói gì với sếp Trương đấy chứ? Tôi không có nói gì hết. Tôi chỉ nói ông ấy tôi là người mới thôi. Nhưng ông ấy cúp điện thoại xong thì không thấy người đâu hết. Vậy tôi không phiền cô làm việc nữa. Cô đi làm việc đi. Được. Nhã Tú, em định ra ngoài sao? Chỉ mình em thôi sao? Thông Nhi đâu rồi? Thông Nhi, em có thể ra viện rồi sao? Sao anh lại tới đây? Tôi tới đón em xuất viện đấy. Không cần đâu, đem gọi điện cho Tuấn Kiệt, bảo nó tới đón em là được rồi. Thôi đừng, em không cần tìm người khác đâu. Tôi sẽ đưa em về nhà. Làm vậy có được không? Không sao, đi, đi thôi. Thông Nhi, khoảng thời gian em hôn mê, ngày nào tôi ngủ cũng không ngon. Mỗi lần đến bệnh viện thăm em đều bị mẹ em và Tuấn Kiệt cản lại. Nhưng tôi biết em nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Bởi vì tôi còn rất nhiều điều muốn nói với em. Anh không phải nói đưa tôi về nhà sao? Anh định đưa tôi đi đâu sao? Em đừng căng thẳng. Tôi đưa em tới một nơi để nghỉ ngơi, ăn uống gì đó thôi. Thật sự tôi không muốn ăn gì cả. Nếu giờ tôi không về nhà, mẹ tôi sẽ lo lắm đấy. Thông Nhi, sao tới giờ em vẫn không chịu chấp nhận tôi chứ?
Thời gian Gia Hạo mất tích là tôi luôn ở bên cạnh em mà. Lẽ nào tấm lòng tôi dành cho em còn không bằng những hồi ức với cậu ta sao? Lương Phong, nếu anh có thể coi tôi là bạn bè thì tôi rất cảm kích anh. Em hiểu rõ là cái tôi cần không phải tình bạn. Lần này Gia Hạo đột nhiên quay về, hại em hôn mê bất tỉnh luôn đấy. Phong Nhi, em biết tôi đau lòng tới mức nào, lo lắng tới mức nào không? Ngày nào tôi cũng lo cho em đấy. Nhưng em đã không ngừng từ chối sự quan tâm của tôi. Tại sao chứ? Lúc này thật sự tôi không muốn nói tới chuyện tình cảm có được không? Lẽ nào em định cô đơn một mình cả đời sao? Được. Dù tôi không thể làm em cảm động, tôi cũng không muốn nhìn thấy em không ngừng chìm đắm hình bóng của Lục Gia Hạo. Em biết tôi tức nhất điều gì không? Rõ ràng cậu ta đã có bạn gái mới, là một người đàn ông thay lòng đổi dạ. Sao em còn ngốc nghếch chờ đợi cậu ta vậy chứ? Cậu ta xứng đáng với em chỗ nào chứ? Lâm Thông Nhi, tôi thật lòng yêu em mà. Em có thể cho tôi biết tôi phải làm gì, em mới chịu tin tình cảm của tôi được không? Lẽ nào thật sự em không có chút cảm giác nào với tôi sao? Tại sao vậy? Tại sao trên đời này có nhiều cô gái tốt như vậy? Tại sao lại là tôi chứ? Bởi vì tôi nói với em rồi, em đã ở trong trái tim của tôi, và giờ thì nó không còn chứa thêm được ai nữa. Tôi thừa nhận trước đây tôi cảm thấy mình không xứng với em, bởi vì tôi luôn sống với cái bóng của Lục Gia Hậu. Nhưng giờ thì khác rồi. Giờ tôi là phó giám đốc của tập đoàn vừa qua, cổ đông lớn thứ hai của công ty rồi. Lục Gia Hậu trong mắt của tôi căn bản không có chút sức cạnh tranh nào. Lương Phong, giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi. Thật đấy, tôi cầu xin anh để tôi về nhà đi được không? Thông Nhi, tôi xin lỗi. Giờ nãy tôi quá kích động, tôi quên mất em vừa mới xuất viện, cơ thể vẫn còn rất yếu. Giờ tôi đem về nhà nghỉ ngơi, được không? Đi thôi. Hóa ra thời gian này Thông Nhi lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Chẳng trách anh gọi điện cho nó mà chẳng thấy ai nghe máy. Vậy hiện giờ Thông Nhi đang ở đâu? Vẫn cố chấp ở bên cạnh Lục Gia Hậu đó sao? Thông Nhi từ nhỏ đã là một đứa bé cứng đầu cố chấp như vậy rồi. Trong lòng nó đã xác định là Lục Gia Hậu thì chẳng ai có thể khuyên ngăn được nó hết. Vậy Gia Hậu thì sao? Tại sao cậu ta lại không thể ở bên Thông Nhi chứ? Gia Hậu này cũng là một đứa trẻ số khổ. Gia đình cậu ấy xảy ra biến cố lớn như vậy. Cậu ấy mất tích cũng gần 2 năm. Lần này cậu ấy về đây đã có bạn gái mới luôn rồi. Cái gì? Thằng nhóc đó lại dám thay lòng hay sao chứ? Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ tình cảm cậu ta dành cho Thông Nhi có phải là thật không rồi. Không ngờ cậu ta đúng là kẻ không đáng tin. Có lẽ đây đã là định mệnh rồi. Nếu không có Gia Hậu giúp đỡ, e là giờ Thông Nhi vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Thôi bỏ đi, tất cả mọi ân oán cũng nên chấm dứt đi rồi. Cho dù cả đời này Thông Nhi không có bạn trai thì người là bố nhanh cũng sẽ chăm sóc tốt cho nó. Dạo này em cũng vất vả rồi. Em khó khăn lắm mới tìm lại được con gái ruột của mình. Cho dù có phải chịu dày dò khổ sở hơn thế nữa cũng là xứng đáng thôi. Em không giống như anh. Em có gia đình, có con trai, có rất nhiều điều không tiện. Anh bây giờ chỉ có một mình. Quay về bên cạnh Thông Nhi, anh sẽ cố gắng chăm sóc cho nó. Chuyện của Thông Nhi em cứ giao cho anh đi. Em uống nước đi. Cảm ơn anh. Vì nãy tôi đã xem thử rồi, sao trong nhà em chẳng có đồ ăn gì thế? Lát nữa tôi ra ngoài mua cho em chút đồ nhé. Thực ra cảm ơn anh đã đưa tôi về đây. Hơn nữa tôi ở nhà một mình là được rồi, không cần phiền vậy đâu. Nếu không có chuyện gì anh cứ về trước đi. Như vậy sao mà được chứ? Em vừa mới ra viện, cơ thể còn chưa hồi phục hẳn, sao tôi đi được chứ? Đằng nào tôi cũng không có việc gì, có thể ở đây chăm sóc cho em. Em cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Tôi cần gì anh đều sẽ đồng ý sao? Tất nhiên rồi, nhất định tôi sẽ cố gắng làm giúp em. Vậy tôi cần được một mình ở nhà để nghỉ ngơi. Thật sự không cần tôi ở lại sao? Được, vậy hôm khác tôi sẽ tới thăm em.
Alo, Tuấn Kiệt. Phải. Em đừng lo, chị không sao. Chị đã xuất viện rồi. Ban đầu anh mua căn biệt thự này cho Thông Nhi là hy vọng nó có thể kiên cường, độc lập, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Lúc đó anh còn rất nhiều chuyện, cho dù biết nó vừa mất bạn trai cũng không thể làm gì được. Mấy lần anh gọi điện cho nó, lần nào nó cũng nói nó không sao, bảo anh cứ yên tâm đi. Hóa ra vì nó sợ anh sẽ lo cho nó. Xem ra thời gian này anh đã lơ là nó quá rồi. Em cũng có lỗi mà. Ban đầu cứ phản đối con bé qua lại với Gia Hậu. Sau này Gia Hậu xảy ra chuyện, con gái từ chối sự giúp đỡ của em. Em lại về Mỹ, cũng không ở lại chăm sóc cho nó. Chuyện này nói thật lòng. Thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa, mau lên đầu thăm nó đi. Sao mẹ lại đi chung với ông ấy chứ? Thông Nhi, sao con xuất viện vội thế? Con không sao chứ? Con không sao. Con thấy ở nhà vẫn thoải mái hơn một chút. Nào, vào trong rồi nói. Đợi chút, con xem ai tới nè. Thông Nhi. Bố. Con gái cưng của bố. Bố đã về rồi. Dạo này vất vả cho con rồi. Tiểu Vi, Tiểu Vi. Sư huynh, anh đi đâu vậy? Mới sáng sớm không thấy em đâu, vậy nên đã tự mình chạy tới sân bay. Kết quả máy bay bị delay, anh chờ cả một buổi chiều đấy. Anh tới sân bay làm gì? Thì đi đón người đấy, đón người. Anh đi đón ai thế? Em đoán đi, em đoán cái đầu anh đó. Nói mau. Sư phụ. Tiểu Vi. Sư phụ. Sư phụ, sao cô lại tới đây? Cũng chẳng gọi điện báo con gì cả. Thì cô muốn cho con một bất ngờ đấy. Sư phụ ngồi đi. Để cô xem nào. Tử Vi, sao con gầy đi nhiều thế? Gầy sao? Có phải ở đây vất vả lắm không? Không đâu, ở đây chẳng có vất vả gì cả. Ở đây rất tốt mà. Cô xem, con vừa thuê một mặt bằng nữa, chuẩn bị mở quán cơm gà Hải Nam. Con đó, Vương Sâm gọi điện cho cô mấy lần, nó đã kể hết chuyện của con ở đây cho cô nghe rồi. Cô không yên tâm nên mới bay qua đây đấy. Sư phụ, uống nước đi. Anh không có nói gì cả, là sư phụ nhớ em đấy. Anh, hai đứa đang giở trò gì thế? Có gì đâu ạ. Sư phụ, cô uống nước đi. Chỗ này đã chuẩn bị xong hết chưa? Định khi nào khai trương thế? Gia Hậu đâu rồi? Sáng nay Gia Hậu có tới đây. Anh ấy nói cần về khách sạn xử lý vài chuyện. Sư phụ, con không sao. Nếu cô đã tới, vậy thì Gia Hậu và con sẽ tiếp đãi cô thật tốt. Lát nữa chúng ta cùng nhau đi tham quan đi. Tiểu Vi, tính cách của con, cô còn không hiểu nữa sao? Mấy lần trong điện thoại con nói mọi chuyện đều ổn. Nếu không phải Vương Sâm gọi điện cho cô còn không biết là con phải chịu nhiều uất ức như vậy đó. Gia Hậu nói với cô, nó muốn về nước tìm gia đình và sự nghiệp của nó. Chúng ta đều ủng hộ nó, chỉ là không ngờ nó lại có một đoạn tình cảm khác thôi. Sư phụ, mai mà cô tới rồi, con mới có thể nói hết những lời trong lòng ra. Nếu không, con thật sự sẽ cứ thế không từ mà biệt mất. Vậy con nhìn nó đi chung với cô gái khác, con không tiến tới chất vấn nó sao? Trước đây là con đã đồng ý để Gia Hậu tới bệnh viện thăm Lâm Thông Nhi. Dù gì cứu một mạng người như xây bảy tháp phù đồ. Con cũng tự nói với bản thân rằng tuyệt đối đừng quá nhỏ nhen. Con nên giúp Gia Hậu hoàn thành tâm nguyện của anh ấy. Nhưng
Nhưng khi con nhìn hai người họ ở bên nhau, trong lòng con thật sự rất buồn. Nếu lúc này con lại chạy tới chất vấn anh ấy, liệu anh ấy có chia tay với con luôn không? Con bé ngốc này, nếu một người đàn ông thật sự muốn tốt cho con, cậu ta phải giải quyết hết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chuyện tình cũ của mình. Như vậy mới phải chứ. Cậu ta sẽ không để người con gái yêu mình phải đau lòng đâu. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân Gia Hạo không thể thẳng thắn với con hay sao? Cho dù con không tin tưởng Gia Hạo, con cũng phải tin sư phụ chứ. Chỉ cần con còn lòng tin với Gia Hạo, vậy thì con phải chấp nhận quá khứ của nó. Chỉ cần nó chịu buông bỏ đoạn tình cảm đó, con vẫn sẽ có được hạnh phúc thôi. Con đang nghĩ gì thế? Có nghĩ gì đâu ạ. Nào, uống sữa đi con. Con thích ăn gì? Lát nữa bố sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn cho con. Bố còn biết nấu cơm nữa sao? Nhìn không ra phải không? Món gì bố cũng biết nấu cả đấy. Thông Nhi, con có thấy đầu bếp nào mặc vest chưa? Chưa từng thấy bao giờ đâu. Bố lợi hại quá. Đúng rồi, con biết sức khỏe bố không được tốt. Huyết áp của bố hiện giờ sao rồi? Dạo này đỡ hơn nhiều rồi. Con không giận bố là được thôi. Không đâu. Lúc này con đang cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Bởi vì ước mơ từ nhỏ của con, đó là có thể tìm được bố mẹ. Bố xem, giờ con đã có tất cả rồi. Hơn nữa, hai người còn tốt với con như vậy nữa. Đời người chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi. Nhưng mà trong mắt của bố mẹ, con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Lúc bố rời xa con, bố cứ tưởng con đã tìm được nơi nương tựa cho mình, tìm được hạnh phúc của mình rồi. Không ngờ dòng tới dòng lui, tới giờ con vẫn chỉ có một mình. Con nói xem, người làm bố mẹ sao có thể yên tâm được đây chứ? Bố thật sự không hiểu. Con xem, con gái bố xinh đẹp như này, tại sao không có ai theo đuổi con vậy chứ? Ai nói không có ai theo đuổi con nào? Con có người theo đuổi đấy. Có người theo đuổi là chuyện tốt mà. Chỉ là con không chấp nhận anh ấy mà thôi. Còn làm giá nữa sao? Bố, bố thấy được yêu là một chuyện rất hạnh phúc sao? Tất nhiên là hạnh phúc rồi. Con nói xem, có cô gái nào không muốn tìm một người bạn trai yêu thương cô ấy cơ chứ? Nhưng con cảm thấy được một người mà mình không yêu thích, thực ra còn đau khổ hơn thế, đúng không? Con vẫn thích Lục Gia Hạo đúng không? Mẹ con nói với bố là cậu ta đã có bạn gái rồi. Con vẫn nên từ bỏ cậu ta đi thì hơn. Cậu ta là người thừa kế của Duyệt Hoa, là một thiếu gia nhà giàu, không đáng tin đâu. Nhất định là một kẻ vô cùng đào hoa. Con cứ chờ cậu ta như vậy, con nghĩ mình sẽ hạnh phúc sao? Được rồi, đừng nói về con nữa. Nói về bố đi. Con phỏng vấn bố một chút nhé. Vừa nãy bố lên đây với mẹ con, trong lòng bố cảm thấy như thế nào? Bà ấy không phải là mẹ con sao? Sau đó thì sao? Số trời đã định bố và bà ấy không có duyên phận rồi. Nhưng bố không thấy tiếc sao? Hai người từng yêu nhau tới vậy, vì nhiều nguyên nhân và hiểu lầm mà không thể ở bên nhau, suýt nữa còn trở thành người xa lạ. Nếu giờ mẹ con vẫn còn độc thân, bố sẽ bắt đầu lại với bà ấy chứ? Giờ gia đình bà ấy đang rất hạnh phúc. Mấy giả thiết này sẽ không tồn tại đâu. Nhưng bố từng nói với con là bố rất hối hận vì quyết định năm đó mà. Hơn nữa bố còn nói với con, nhất định phải tìm được tình yêu đích thực của mình, không bao giờ từ bỏ, không phải sao? Nói cho cùng, con vẫn không buông bỏ được Lục Gia Hạo đó, phải không? Bố thật sự không hiểu cậu ta có gì tốt luôn đấy.
Con quyết tâm tới vậy sao? Cậu ta làm tổn thương con như vậy còn chưa đủ sao? Sau khi trải qua sự cố lần này, con đã chẳng còn gì sợ nữa rồi. Nếu con còn nghĩ tới cậu ta là bố giận luôn đấy. Đừng mà, bố đừng giận mà. Bố, con gái cưng của bố. Bố về rồi. Mẹ. Mẹ. Thông Nhi đã ra viện về nhà nhiều ngày rồi. Bố của chị ấy cũng đang ở bên cạnh chị ấy. Sao mẹ còn ủ rũ, không vui nữa vậy chứ? Sao con biết là bố nó về rồi? Con... Tuấn Kiệt, con làm sao thế? Có phải có chuyện gì muốn nói với mẹ không? Mẹ, con biết trước đây mình làm sai vài chuyện khiến mẹ rất thất vọng. Số nợ đó mẹ cũng trả hết cho con rồi. Con thật sự rất ái náy, rất tự trách. Nhưng hôm qua bố nói với con một chuyện mà con thật sự không ngờ. Ông ấy nói gì với con? Ông ấy nói mẹ muốn ly hôn với ông ấy. Ly hôn là chuyện riêng của bố và mẹ con. Chuyện này mẹ cũng không định giấu con đâu. Mẹ vẫn luôn giữ liên lạc với Trương Đông Quy. Có phải nguyên nhân là vì ông ta không? Tuấn Kiệt, sao có thể như vậy được chứ? Sao con có thể nói như vậy được? Sau khi bố con họ nhận nhau, mẹ chưa từng gặp lại bố con bé. Vậy nếu không phải vì con, không phải vì ông ta, vậy thì nguyên nhân là vì ai chứ? Đây là chuyện của người lớn, con đừng hỏi nhiều nữa. Mẹ, nói tới nói lui, vẫn là vì Trương Đông Quy đó có phải không? Rốt cuộc là mẹ làm sao vậy chứ? Mẹ nói cho con biết đi. Mẹ đã bảo con đừng hỏi nhiều nữa rồi mà. Mẹ. Sư phụ, bọn họ tới rồi, ngồi đi. Đúng rồi, mẹ nuôi. Để con giới thiệu với mẹ, đây là em gái con, Gia Đồng. Gia Đồng, đây là mẹ nuôi của anh. Lúc đó anh gặp sự cố. Nếu không nhờ có họ cứu anh giờ không biết mình đang ở đâu nữa. Bọn họ còn đưa anh tới Singapore, dạy anh làm cơm gà Hải Nam nữa. Vậy nên thật sự phải cảm ơn họ rất nhiều. Cô Trần chào cô, cảm ơn cô đã chăm sóc cho anh trai của cháu. Không cần khách sáo vậy đâu. Lần này cô tới đây chủ yếu là thăm con trai của cô, xem gần đây sống có tốt không thôi. Sư phụ, chúng ta gọi món trước đi. Phải đó, hải sản chỗ bọn con không thua Singapore chút nào đâu. Mẹ nói con nghe mẹ muốn ăn gì, để con đi gọi. Gia Hậu, sư phụ không kiêng món gì đâu. Thôi, mọi người nói chuyện đi, để tôi đi gọi món. Làm phiền anh rồi, không có gì. Đúng rồi mẹ nuôi, sao chỉ có mình mẹ tới thế? Quán cơm gà làm ăn tốt như vậy, chú Vạn Quý của con làm sao mà đi được chứ? Nói cũng phải. Cái thằng nhóc này, con đi lâu như vậy rồi cũng không biết gọi điện về cho mẹ nuôi gì cả. Bọn người Tiểu Vi cũng rất ít liên lạc với mẹ. Mẹ thật sự không yên tâm về hai đứa, vậy nên mới bay qua đây đấy. Đúng rồi Gia Hậu, mẹ hỏi con, mẹ cũng biết là con chẳng dễ dàng gì. Nhưng mẹ thật sự không hiểu tại sao đã lâu như vậy rồi bọn người Tử Vi vẫn phải ở trong khách sạn nhỏ như vậy chứ. Là thế này, thực ra sau khi con về đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, tất cả không giống như trong tưởng tượng của con. Vậy nên hiện giờ con đang cố gắng xử lý rồi. Nhưng mà hôm nay con muốn báo cho mọi người một tin tốt đây. Hôm nay sau khi ăn xong,
Chúng ta có thể về khách sạn trả phòng được rồi, sau đó thì cùng dọn tới nhà bọn con để ở. Tốt quá. Bọn em dọn qua như vậy liệu có ổn không đó? Nếu đây là ý của anh trai em thì em không có vấn đề gì hết. Cô Trần, khi anh cháu về, trong nhà luôn có người lạ. Gần đây bọn họ mới dọn đi, vậy nên mới để Tiểu Vi và sư huynh chịu thiệt thòi như thế. Ra là như vậy sao? Thằng nhóc này, sao con lại không giải thích với mẹ nuôi vậy chứ? Hại mẹ hiểu lầm con như vậy. Được rồi, chúng ta uống trà đi. Nào, uống trà đi. Nào, chúng ta tới rồi. Cứ ngồi thoải mái. Tiểu Đồng, giúp anh chăm sóc bọn họ nhé. Để anh mang hành lý lên phòng khách trên gác. Nào, ngồi đi. Tiểu Vi, hóa ra nhà của gia hậu lại lớn như vậy. Căn nhà này sang trọng quá. Gia Đồng, hóa ra nhà em vẫn luôn sống ở đây sao? Từ nhỏ bọn em đã lớn lên ở đây rồi. Còn cả Thanh Sơn và mẹ Thanh Sơn, chị Đào cũng ở đây nữa. Lúc đó trong nhà rất ấm áp, cũng rất náo nhiệt. Kể từ sau sự cố đó, cả nhà liền chỉ còn lại có một mình em. Mai và anh trai em đã về rồi. Cô Trần, thật sự cháu không biết phải cảm ơn hai người như thế nào. Nếu không nhờ có hai người, cháu và anh trai e là không gặp lại nhau được nữa rồi. Tiểu Đồng, cháu cũng đừng khách sáo. Tất cả đều là duyên phận. Ban đầu bọn cô cũng không biết gia cảnh của gia hậu, mới tự ý đưa nó về Singapore, hại anh em cháu phải xa nhau lâu như thế. Gia hậu chịu khổ rất giỏi. Cô và bố vạn quý của nó thật lòng thật dạ coi nó như con trai ruột của mình. Tuy bọn cô rất muốn đưa nó tới Singapore để ở bên cô cả đời, nhưng cô biết chuyện này là không thể nào. Cô Trần, mọi người tốt bụng thật đấy, đã chăm sóc anh trai cháu tốt như vậy. Thật ra lần này cô tới cũng không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn xem gia hậu sống có tốt hay không thôi. Nếu nó ở không quen hay là không vui, thì căn nhỏ Singapore của bọn cô sẽ luôn mở rộng cửa chào đón nó. Thậm chí bọn cô còn muốn nó đưa cả cháu qua đó nữa cơ. Tiểu Vi, em lên phòng xem có hài lòng không đi. Sư phụ, con đi lên đi. Tiểu Đồng, cháu xem, anh cháu cũng gọi cô là mẹ rồi. Nếu cháu không ngại, cô cũng muốn nhận thêm một đứa con gái là cháu. Tiểu Vi, em và mẹ nuôi cảm thấy môi trường chỗ anh thế nào? Em thật sự không ngờ luôn đấy. Không ngờ nhà anh lại là một biệt thự lớn như vậy. Đến sư phụ cũng rất là bất ngờ luôn. Phòng khách nhà anh còn lớn và thoải mái hơn ở khách sạn nữa. Vậy nên anh mới nói đại sư huynh, thực ra anh ấy có thể dọn tới đây để ở. Nhà anh nhiều phòng lắm. Anh cũng hiểu tính anh ấy rồi mà. Hơn nửa giờ nãy chúng ta ở quán, anh ấy cũng nói rồi. Trên lầu của quán cơm gà có một căn phòng, anh ấy ở đó. Ít nhất sau khi quán cơm gà khai trương cũng không phải chạy đi chạy lại. Thực ra hôm nay anh đã về duyệt qua rồi, nhưng anh không có gặp được Lương Quán Lương. Gia hậu, thực ra sư phụ tới đây, cho dù quán cơm gà có khai trương, bọn em cũng không thiếu người giúp đâu. Trước đây em không hiểu chuyện, giờ thì em đã hiểu rồi. Khách sạn đó là sản nghiệp của nhà anh. Anh không nên nói đi là đi như vậy được. Thời gian này để em phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. Trước mặt mẹ nuôi còn phải giả vờ vui vẻ như vậy nữa. Anh thật sự rất có lỗi với em. Thực ra hôm nay em thật sự rất là bất ngờ, sư phụ đột nhiên tới đây. Hơn nữa anh còn đồng ý đón bọn em về nhà nữa. Vốn là em đang rất khó chịu trong lòng, định cứ thế nhẫn nhịn cho qua chuyện. Nhưng giờ em vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi anh. Lâm Thông Nhi tỉnh rồi,
anh có định tiếp tục qua lại với cô ấy không?